Vừa qua, tại khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, hơn 400 đoàn viên công đoàn người lao động của huyện Bình Chánh đã tham gia chương trình Giờ Thứ 9, đồng diễn vũ điệu Cha 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 với chủ đề Tự hào công nhân thành phố Bác Hồ. Chương trình do Liên đoàn Lao động huyện Bình Chánh, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện phối hợp tổ chức. Trên nền nhạc các ca khúc Công nhân thành phố Bác Hồ và bài ca Công nhân trên chặng đường mới, đoàn viên, người lao động huyện đã đồng diễn vũ điệu sôi động nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại cơ sở.